Nhiều người thắc mắc hỏi Nhung ở Mỹ là ai cũng có máy rửa chén phải không? Và cái máy rửa chén mua bao nhiêu tiền? Thì hôm nay Nhung sẵn đây cho cô bác chị mình xem nha. Đây là máy rửa chén gia đình nên nhỏ gọn, giống như một cái máy giặt vậy thôi. Còn ở cái máy rửa chén ở nhà hàng sẽ khác và sẽ lớn hơn. Đó, bây giờ thì mình cứ ví dụ chén dơ mình tráng sơ xong mình sắp 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 chén vào đây. Sau đó mình cho xà phòng vào cái khu vực này, tùy theo xà phòng nước hay là xà phòng viên. Sau đó mình đậy nắp lại và bấm nút rửa thôi. Khi mua nhà, bất cứ nhà nào cũng vậy, người ta cũng thiết kế một cái máy rửa chén như thế này nên là mình không có biết cái giá thị trường ngoài nhiêu, nhưng mà thường không có ai mà tự đi mua cái máy rửa chén hết cô bác anh chị. Khi mà xây nhà người ta đã thiết kế sẵn như thế này rồi.